Hello, em xin chào tất cả các chị yêu. Và hôm nay tiếp tục em sẽ giới thiệu về dòng sản phẩm sữa rửa mặt. Và đặc biệt là dòng sản phẩm này vừa rửa mặt và vừa tẩy tế bào chết, hoàn toàn từ tự nhiên và sản xuất của Mỹ nha mọi người. Đây là một dòng sản phẩm rất là lành tính và thích hợp cho mọi loại da, vừa rửa mặt và vừa tẩy đi những tế bào chết da. Thì cái dòng sản phẩm này cực kỳ được ưa chuộng, bởi vì mình không cần phải mua cái sữa rửa mặt, xong rồi mình mua cái tẩy tế bào chết cho da mặt thì nó rất là rườm rà, như là tốn nhiều chi phí. Hôm nay sẽ giới thiệu về dòng sản phẩm sữa rửa mặt. Đây là dòng sữa rửa mặt rất là hot luôn, và đặc biệt là dòng sản phẩm này đã bán quá nhiều năm rồi nhưng mà vẫn hot và vẫn chạy và vẫn được rất là nhiều chị em thích thú về dòng sản phẩm này nha. Đây là dòng sản phẩm sữa rửa mặt của Mỹ nha mọi người, và được bào chế hoàn toàn từ tự nhiên luôn nha, được bào chế hoàn toàn từ tự nhiên, thiên nhiên nguyên chất luôn nha mọi người. Là một cái sản phẩm thương hiệu được biết đến với những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe làm da, cho cái làn da rất là hiệu quả từ các thành phần từ thiên nhiên. Sữa rửa mặt tẩy tế bào chết được mệnh danh là thương hiệu tẩy da chết số 1 tại Anh Quốc, Canada và Hoa Kỳ, mang về rất là nhiều giải thưởng, trong đó có giải độc giả bình chọn suốt nhiều năm liền của tạp chí làm đẹp nổi tiếng của Onlo. Sản phẩm không chứa những cái chất paraben. Đặc biệt là dòng sản phẩm này có rất là nhiều mùi hương, và hôm nay em sẽ giới thiệu từng loại, từng cái mùi hương một cho tất cả các chị yêu luôn. Đây là dòng sản phẩm được chiết xuất từ trà xanh. Đây mọi người đã thấy dòng sản phẩm này được chiết xuất từ trà xanh nè. Ở ngoài bao bì nó cũng sẽ có những cái hình ảnh là trà xanh nha. Phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, đặc biệt tốt với những cái làn da có mụn, đầu đen và da dầu. Chiết xuất từ trà xanh, tinh chất trà xanh sẽ giúp cho làn da chống lão hóa, là tẩy tế bào chết, và vừa phải giúp nhắm mục tiêu là tiêu diệt mụn đầu đen, giải phóng bụi bẩn và da dầu từ lỗ chân lông, làm dịu những cái vết đỏ, làm da đều màu hơn. Acid salicylic giúp làm sạch mụn đầu đen. Sản phẩm này làm cho da không có bị khô và giúp da được căng và vẫn duy trì độ ẩm cho da khi mà cần thiết. Tiếp tục đó là cái này là quả mơ nha mọi người. Đây là trái mơ nha. Trái mơ nè, đây là trái mơ nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm phù hợp với những cái làn da khô nhạy cảm, chiết xuất chanh hồng tự nhiên, vỏ cam quýt. Sản phẩm tẩy tế bào chết được có mức độ tẩy da vừa phải, giúp da rạng rỡ và cải thiện những cái hắc tố làm sạm da và giúp da được đều màu hơn. Đặc biệt là dòng sản phẩm này em có rất là nhiều mùi nha mấy chị nào cần mùi nào thì liên hệ cho em mùi đó, nhưng mà tất cả các dòng sản phẩm này là hàng chính hãng nên mọi người hãy liên hệ sớm cho em qua cái Facebook là Trần Thị Alice chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là qua cái Zalo bên em. Zalo bên em là Zalo số điện thoại là 0933766739, hoặc là 0355838057, hoặc là qua Zalo cuối cùng bên em là 0773339279 nha mọi người. Luôn cung cấp hàng chính hãng giá tốt nhất thị trường cũng như là rẻ nhất, chất lượng nhất nha. Hướng dẫn sử dụng là làm ẩm da mặt với nước cho một lượng vừa đủ, rửa mặt vào trong cái lòng bàn tay và bọt massage nhẹ nhàng lên cổ và mặt trong 30 giây và rửa sạch lại với nước. Sử dụng tẩy da chết 1 đến 2 lần trên một tuần. Đặc biệt dòng sản phẩm này rất là lành tính nha. Chị nào cần thì liên hệ em sớm nha mọi người ơi, dòng sản phẩm này cực kỳ hot luôn.